Đấy, tí nữa khói sẽ sộc lên ba cái lỗ này, rất là kinh. Mà đây, cái đồ ăn sang đây để anh chế biến. Đấy, bây giờ bắt đầu sẽ gọi là đến công đoạn chế biến đồ ăn mọi người nhá. Rồi, không hết ra đời đã. Không, đem ra đây. Trời ơi. Anh giới thiệu cho mọi người đồ ăn của anh em mình đi. Chị giới thiệu mọi người đây là sản phẩm hôm nay mà đại ca mới mở được thì sẽ ăn là món này nhờ. Món này tên là ếch đồng. Anh ca đêm qua anh em mình là phải cất công gọi là thức đến 1 giờ sáng, 2 giờ sáng để bắt cho mọi người nhá. Đấy, có một con cực kỳ kinh khủng. Nhưng còn mà tí nữa mà mọi người mới biết xem. Đấy được. Nào. Ếch này mà làm gác bếp như nó ngon anh ạ. Rồi từ từ để tao rửa tay đã. Mời mọi người bảo cái món này ăn kiểu gì thì nó ngon. Ăn gỏi ngon anh ạ. Gỏi em chưa được ăn bây giờ đâu. Mà anh em phải làm nhiều món gỏi. Bắt cuộc sống. À giờ các kiểu. Mấy cục nó cứng lắm anh ạ. Bóp ra. Hôm nay anh em mình sẽ làm món ốc. À ếch sâu khói nhá mọi người nhá. Không phải là sông khói nữa mà là ủi à, anh này này không rút kinh nghiệm à, một số khán giả quá khích vậy ạ. Bọn hết cả cái này ra này nhưng mọi người làm đất phải đông nát ra nhá. Xong rồi cho đấy. Rồi, cho một chút nước ở đây để tí nữa nóng hơi nóng nó xuống ấy, cái này mỡ nó chảy xuống ấy, là nó sẽ không bị bốc khói ở dưới này lên nhá mọi người nhá. Anh em có tí bia thì đẹp. Rồi. Một chút nước thôi. Ok. Nhão chưa? Chưa. Đây. Mọi người thấy anh em mình ngon không? Anh em mình soi đây mọi người ạ. Đấy, nằm ra đây. Nằm ra đây. Ây, con đừng khoanh tay này, ngoan thế. Nằm ra đây. Sắp ráo vào đây anh ạ. Đấy, nằm vào đây. Hôm nay anh em mình sẽ thử bịt kín. Đáng nhẽ ra phải có một cái lỗ thông hơi nữa. Nhưng mà không cần thiết. Hôm nay sẽ thử xem là như nó sẽ như thế nào nhé mọi người nhé. Là nhão đấy, xong mì nước này chắc là nhão. Xô, quá là tuyệt vời, nào đưa cái chậu kia đó. Ôi dồi ôi, mày lại làm bẩn chậu. Cái chỗ này nó bị dính. Để tao rửa chậu đã. Nhão chưa? Nhão rồi. Từ từ. Vừa lật vừa lạt như kiểu cái chó ấy. Đấy mà, buồn. Nhanh lên vào đây cơ. Từ từ, cứ bình tĩnh nhỉ. Hết sức bình tĩnh, ăn uống là phải đàng hoàng. Ủa chắc tối rồi đấy, tối nấu nó khó. Chụp, cái đường nào chả ở đấy. Nhưng mà nấu đâu? Cứ phải bình tĩnh. Tối ăn, sáng ăn có phải ra ngoài không? Ui, đi đi viện gãy. Kệ nó chị. Sáng ban ngày thấy nó ở đấy mà. Chỉ đánh bẫy được rồi, còn tối chả soi thấy nhà nhỉ. Nãy nhà mình quyết tâm để đi soi đêm bắn. Đấy, phải làm cực kín mọi người nhá. Mai phải làm ná mới được. Đấy, nào đưa đây, đưa đây. Đưa đây. Đấy mày sang mày đấy đi. Đây. Lặn thành những cái cục dài dài như này này. Clip vào những cái chỗ khe hở này. Đấy, thấy chưa? Nó dính rồi. Không được để cho nó rơi xuống dưới. Đấy, như thế này. Đưa đây tao bảo. Đấy. Tay em dính. Thế tay tao không dính à? Rồi, lặn dài dài này nhá. Nhá lặn như kiểu cục đấy. Nào, đây. Ôi giời, đấy, từ tao phải giữ cho mày. Tao phải giữ cho mày nặng. Đấy. À, từ. Không được. Sao anh? Chết rồi, con này bẩn tay rồi. Làm lại còn sợ bẩn tay. Không phải, quả này bẩn tay, tao chỉ sợ bẩn ếch ở dưới thôi. Không bẩn đâu. Từ, giữ sức bình tĩnh. Nào tao giữ cho mày đấy nhá. Đấy, chít à. Ếch nó chẳng ứng đất à. Chít à, chít thật kín à. Quên phải đáng nhé, phải giữ. Đấy. Chít kín à.
Không biết tí nữa nó cái hơi nóng ở dưới phộc lên nó có bị bung cái này không mọi người ạ. Nhưng mà cứ thử. Đáng nhẽ ra phải có một lỗ thông hơi ở đây, một lỗ thông hơi ở đây, nhưng mà không đục được chậm thôi. Đấy, à. Miết đi. Đủ không? Đủ đắt không? Đâu. Tiếp tục. Còn đây đó. Còn đây, ít lên thì ao trên kia đây. À, ít đi. Ui, mỏi lưng quá mọi người. Nào, nốt đi. Dạ. Muốn ăn toàn đất. Cái gì à? À, thôi mày đi rửa tay đi. Rồi cho củi, cho củi. Rồi, nốt à. Đấy, em đi rửa tay không? Em đi cho củi nhá. Đấy. Quả này thì kín gọi là không còn cái gì gọi là đấy nữa nhá mọi người nhá. Xa. Đấy. Quả này thì kín như bưng rồi mọi người nhá, không thể để hở một tí nào. À, tí nữa sẽ thấy được sự lợi hại của ba cái ống này. Phụt khói như khói gọi là em châm nha nhá. Sơn sơn. Ờ châm đi. Bật lửa đi. Tí nữa sẽ nó mới khói ác. Cháy luôn. Ông ơi, lỗ ba lỗ này để cho nó còn duy trì lửa được. Bây giờ đến đỉnh cao rồi. Ba quả. Mày cất đi, cất đi để tao. Trời đấy. Cất đi để tao đi rửa tay. Bây giờ chỉ chờ chín cái chén thôi. Hết sức chào mừng kêu. Ui xa. Mọi người thấy gì chưa? Ui rồi. Thấy sự lợi hại của ba ống khói. Ấy đừng có thổi ngược lại cái thằng kia. Tao lại nhét đầu mày vào đấy bây giờ đấy. Đây. Đây. Toàn khói cảnh. Mạnh này. Hai ống to này mạnh này. Hai ống to mạnh. Rất là mạnh. Đấy. Kinh luôn. Rồi mở ảo. Này này, tao cho một phát lên, mày đang ngồi lên thức ăn này nhá. Vớ va vớ vẩn. Cái đang luyện đơn. Đấy. Thấy chưa, mọi người thấy kinh điển chưa? Kinh điển, quá kinh khủng luôn. Đúng rồi. Quả này chắc nhanh chín lắm mấy anh nhỉ? Nhanh chín, quả này tại chắc, vì nó nóng lắm ấy. Nó nóng, nó chỉ thoát được một tí hơi ở chỗ này thôi nhá. Còn đâu khói ra hết đây nhá mọi người nhá. Khói ra phung phung luôn. Đấy, đây. Đấy, lửa bắt đầu thốc. Nó không bao giờ tắt được tại vì có ba cái lỗ thông hơi, thông khói lên trên rồi. Nếu mà không có là nó sẽ tắt. Đấy. Đấy, cái bếp này có phải là bỏ đỡ kia không? Bỏ chả làm gì được. Ừ. Đang thử nghiệm là không đục lỗ thông hơi xem nó chín thế nào nhá. Em nghĩ là vẫn chín đấy ạ. Ừ. Nó nóng lắm. Thôi, chờ đợi thôi. Chín rồi, mau đây ơi. Dạ. Chín rồi, nhanh lên. Ui. Ui dồi ôi, nó như một tiên cảnh đang đấy mọi người ạ. Ui dạ, đây. Không mở được cho mọi người xem nên là chỉ cho mọi người xem này, khô đất khô này. Đất khô rồi nhá. Rất là nóng, ui, bốc khói này. Chà chà. Khả năng phải khui thử ra xem chín chưa thôi. À thôi, cứ đợi tí nữa nhỉ. Chứ không, thôi, cứ đợi tí nữa chứ không vội là tí nữa không sắp xếp được lại mà đun mọi người ạ. Anh đi chợ à? Gần là 300 ma đấy. Ừ. Quên mất. Đang bảo nhanh lắm. Đang bảo cúng để cho nó gọi là cho nó chín chứ bây giờ mà bỏ ra mà sống ấy thì thật sự là không biết làm nào đâu. Quên mất trần trưởng. Rồi Bắc Minh thần công. Ăn được Bắc Minh thần công là hút. Đấy, đó. À gọi là mày biết là mạnh nhất là gì không? Gọi là Giáng Long thập bát trưởng. À đâu, Căng Long hữu hối. À không, phải gọi là đến mày không biết đến Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Ừ. U chà chà chà. Thiên Minh xả ga. Ơi. Ui không biết chín không anh nhỉ? Từ lên lên quay lên. Đây. Mấy người có đâu? Mày thôi, tao chả tin tưởng mày đâu. Ui. Đây là cái gì ấy? Ai xả thông minh phết đấy. Đây, thạch luôn anh nhỉ? Đây. Chà đây, khui à? Có người bảo bảo là sẽ thế nào, khô hết đất rồi. Bây giờ này, bây giờ phải lấy cái cây này. Mày quét một bên thì tao quét một bên chứ gì. Để đất nó rơi xuống là thôi đấy nhá. Okay. Đừng có để đất rơi xuống dưới con ếch. Là quét cái này phải khéo tay mọi người. Ừ.
Ui, dính đấy. Tao nghe mùi thơm rồi đấy, bốc ra rồi. Đấy, em phải cảm ơn tại em này. Ui hàn, nói chung tối rồi. À, mày bây giờ tối rồi mà. Nói chung là anh em mình sẽ tìm một địa điểm ăn gọi là đẳng cấp mọi người nhá. Sao không ở trong này đâu? Không, tí nữa tao mày đổi gió à? Lên cao, lên gần chỗ khu các cụ. Đổi gió à? Đổi gió. Tối lên này ghê lắm. Nào, 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 từ từ, đừng cứ gõ. Nào, bây giờ lấy cái gì để... Đây, đây. Nào, đây. Chuẩn bị. Từ từ, từ từ. Cậy làm sao ra được đây này. Đi đi. Bây giờ cậy ra làm nó rơi. Đấy, im. Đừng để rơi đất, đừng để rơi đất. Đừng để tiền rơi, đừng để tiền rơi. Ui, tư. Thấy quay hồ đòi chứ. Thơm thế. Ui, trời ơi, từ từ, rơi đất, rơi đất. Cảm ơn cả chị này. Nào, nào, bỏ ra, bỏ ra. Ui, thơm quá mọi người. Ui, trà, trắng phâu nhở thịt đấy. Bây giờ lại phải làm sao để lấy được cái này ra. À, không cần. Mày lấy cái đĩa hoặc cái gì đây. Để em đi lấy đĩa nha. Lấy đũa gắp ra là được. Không cần phải nhấc ra nữa mọi người. Tuyệt vời. Thành công rực rỡ nha mọi người nha. Xem nào. Chín chưa? Ui, chín quá. Ui, như luôn. Như luôn này mọi người. Này, đến mức mà thịt nó này. Ui, như luôn này. Ui. Rồi, bây giờ gắp ra. Đấy, cho ra thế này có phải là đã ui rồi, như như luôn. Như ui, nhìn... với cái cục bắp đùi nó nhìn ngon nhỉ. Căn bản anh em mình không biết là đến thời điểm nào là nó sẽ chín, thế nên là cứ nào ui. Thế là mà cái này nó không bị mất nước anh nhỉ. Ừ. Hấp hấp này nó không bị mất nước. Nếu mà lúc đấy mà không cho nước ở bên dưới ấy, kiểu gì nó cũng sẽ bị khét. Wow. Quá. Cắt cơn, cắt cơn. Với tất cả mọi người nha. Ui, ở đây thì ăn miếng đùi này. Ui, đùi này cũng mắc rồi nhá. Chắc tin rồi. Mùi giống ăn cá nhờ. Đi đây đây. Cá luộc cá hấp ngon lắm. Lên thượng thượng thượng. Ui cha. Lên 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 chơi. Trèo lên, trèo lên. Trèo lên. Trèo được không? Có. Anh không biết là em tặc răng nhí à? Tặc răng nhí có mà tặc kia một tí nó lộn. Chổ bó rồi mà. Anh ơi khó lên đấy. Tao tưởng mày tặc răng nhí. Ấy em lên rồi. Ấy. Ấy cái gì mà ấy tự lên được tặc răng mà không lên được à? Có cần tao lên trước có kéo không? Quả này khoai nhỉ? Không cần. Khoai gì? Khoai gì mai anh em mình sẽ làm quả nhà chín cây cho nó máu luôn. Ừ, khoai. Nghĩ mãi mới ra gọi là chỗ đẹp ngay dưới. À, được cả tặc. Ấy xả. Ui rơi rồi anh ơi. Ui, rơi không cần thiết. Không cần thiết. Thích chưa? Double kill. Quả này. Ai sao ta? Chắc cú. Nhưng mà có chắc cú không anh? Chắc cú. Chắc đấy. Tàn dây mới mà. Ok đấy. Mà này can trộn tàn dây bục bò mới. Đấy. Chà. Chà chà. Ui chà. Bắt đầu. Anh em mình mỗi người làm cái đuôi đây. Làm cả con luôn đây mọi người. Chà chà. Mọi người thấy đủ độ tầm cao chưa? Tầm cao mới chưa? Bắt cái đuôi là như một cái đuôi không mà nhìn như cái đuôi gà luôn mọi người. Đó. Anh mời mấy người ăn cam đấy. Ừ, ai nhỉ? Ừ. Tao mời rồi mà. Ừ. Ngọt quá. Quá cái ngon luôn. Địa điểm này à, ngay sát chỗ khu lều của anh em mình nhá. À, hiện tại sắp tối rồi. Thế là anh em mình sẽ không làm được một cái nhà trên cây nhanh được. Ngày mai hoặc là ngày kia sẽ chọn một địa điểm. Cái cây này thì khá là được đấy, nhưng mà nếu mà làm nhà thì nó lại hơi bé. Ừ. Thế nên là anh em mình sẽ khả năng sẽ giảm lại ạ. Bí mật, bí mật. Gọi là lên. Gọi là lên phương án rồi, nhưng mà sẽ để sau cho mọi người theo dõi làm nhà trên cây. Đó, trướng thế nào. Trên chắc luôn anh ạ. Tấm nào thật nắng. Ngon quá mọi người ạ. Tấm nào thật nắng. Ôi, cái hơn. Múc cái cẳng cho nó. Ăn là chút chút nè. Đáng nghĩa ra là không được cho nước xuống bên dưới á.
thì nó sẽ không chín bằng hơi nước nữa, mà nó chín bằng hơi nóng mạnh ạ. Thì nó sẽ khả năng sẽ ngon hơn. Được. Cái lò này anh em mình thử nghiệm thôi. Con nấu nhiều mà anh nhỉ? Con sẽ phải nấu nhiều. Sau sẽ chơi kiểu khác. Chất chơi hơn. Đâu rồi? Ôi, con này à, cái bắp thịt của con này như kiểu là nó mà phóng to ra nhìn cứng con cuộn như kiểu mấy cái vận động viên thể hình ấy nhỉ. À, như anh á? Anh thì tàn dao mà kiếm. Tàn kiếm à? Tàn kiếm. Đấy, em nè. Có ăn ngon này. Đấy, phải ăn cái mạng sườn nó này. Riêng như con ếch với lại thịt chuột ấy, mình thích nhất là cái mạng sườn này. Ếch ấy phải gọi là rán ấy thì khả năng sẽ ngon hơn. Nhưng mà anh em mình đang tìm ra một cái bí quyết gọi là chui lòng đất ngon nhất có thể. Nó như con gì không? Nhưng mà anh em mình làm dạo này toàn ngon kinh điển đấy nhỉ. Lên gọi là lên lên một gọi gì? Tầm cao mới. Tầm cao. Trình độ. Trình độ. Quá đẳng cấp rồi. Ngon. Ngon quá mọi người ạ. Mọi người thấy ngon. Chính ra ở trên cây này hay ấy nhỉ. Không hề có muỗi mà mặc dù đang tối khá là tối. Cao ít muỗi mà. Tối rồi. Có khi mai anh em mình chuyển luôn cái nhà trên cây ở trên cao sướng. Đúng rồi. Sợ có rắn nhưng mà chắc là không có. Chim mà tối nó về đây nó ngủ chắc là ngon. Sẵn nhặt nhỉ. Ừ. Anh em bắt chân. Không to là.